nhằm hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam và phối hợp với các khách sạn trong hệ thống Bến Thành Group, Bến Thành Tourist cho bán chùm tour trong nước với giá khuyến mãi, giá gốc không lãi. Các chương trình định kỳ được đồng loạt giảm giá nhưng vẫn đảm bảo chất lượng và lịch khởi hành. Chương trình kéo dài đến hết tháng 5 năm 2014. Các chương trình nằm trong chùm sản phẩm liên kết thành viên, khách hàng không chỉ được hưởng giá gốc, tiết kiệm được từ 300 đến 500 ngàn đồng mà còn tiếp tục được giảm giá từ 100 ngàn đồng đến 200 ngàn đồng nếu như có một trong các điều kiện sau. Thứ nhất đó là đăng ký cho 4 người. Thứ hai đó là đăng ký trước ngày khởi hành 30 ngày. Và thứ ba đó là khách mua tour lần thứ hai tại Bến Thành Tourist. Chúng ta có thể đặt tour qua mạng ở địa chỉ trang web là www.bến-thành-tourist.com. Chùm tour khuyến mãi siêu giảm giá với các hành trình Sài Gòn Đà Lạt 4 sao với chương trình Đà Lạt thành phố ngàn hoa 4 ngày, khởi hành thứ năm hàng tuần, giá nét là 3.550.000 đồng một người. Parkview 4 sao hoặc Sài Gòn Quảng Bình với chương trình Sơn Trà, Bà Nà, Hội An, Huế, Động Thiên Đường, Vũng Chùa 5 ngày. Giá tour đó là 7.290.000 đồng. Mũi Né Bay Resort 4 sao hoặc Sài Gòn Mũi Né 4 sao với chương trình Phan Thiết, Mũi Né, Hòn Rơm, Trà Cú 2 ngày. Giá tour là 1.900.000 đồng. Chúng ta có thể liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ Lữ hành Bến Thành Tourist ở số 79 Nguyễn Trãi, quận Nhất, số điện thoại 0839254254 hoặc truy cập vào website bến-thành-tourist.com. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng cao, đậu nành còn có khả năng phòng ngừa nhiều loại bệnh, đặc biệt là các căn bệnh thời đại do xu hướng tiêu thụ thịt động vật gây ra. Đó là kết luận từ nhiều nghiên cứu của các nhà khoa học hàng đầu thế giới về đậu nành trong Hội thảo Khoa học Quốc tế Đậu nành Thực phẩm vàng thế kỷ 21 vừa được tổ chức vào ngày 18 và ngày 19 tháng 4 vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh. Đậu nành là thực phẩm duy nhất có chứa hàm lượng protein tương đương với thịt. Hàm lượng protein trong đậu nành chiếm tới 38%. Trong đậu nành còn có chứa hơn 30 dưỡng chất quý giá khác, trong đó nổi trội như isoflavones, vitamin, chất chống oxy hóa v.v. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA khuyến cáo sử dụng 25g đậu nành mỗi ngày có thể giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Tại Việt Nam, Vinasoy là thương hiệu dẫn đầu thị trường về sữa đậu nành. Thời gian tới, Vinasoy tiếp tục đẩy mạnh chiến lược đa dạng hóa các sản phẩm giải khát từ đậu nành để phục vụ người tiêu dùng theo xu hướng dinh dưỡng của thế kỷ 21.